tuần 2 thôi thì lại xuống ra ngoài này, đi thẳng vào này đi ra là không bán, thẳng không vào được đâu. Dạ, đi xuống thẳng vào lòng tăng chạy lên quả chua ba quả là thua luôn. Một pha đá thẳng vào trong hay là chuyền cho bàn thắng đây. Sút không vào. Vâng, đúng là chúng tôi nhìn thấy ông trọng tài Văn Mộc, người Ả Rập Xê Út đang dẫn các cầu thủ của mình từ đường hầm lên trên đài rồi. Hôm nay chúng tôi cũng nhìn thấy Bá Bộ, cựu cầu thủ của đội tuyển Đồng Nai, anh cũng đang cười rất tươi. Tuy nhiên thì anh hôm nay anh không mặc áo đồng phục gì cả. Bá Thế đã kịp vui về rồi. Bá Thế phải nói rất tỉnh táo. Không vào. Rồi. Rất chân cảnh tôi vào bóng được rồi. Rồi pha lập công cho bảo Văn Quang. Đường trường thật tối thôi.
Chào mừng Quốc Khánh mùng 2 tháng 9 là như nào và ngày Quốc Khánh là như thế nào? Rất là phập phồng và bóng bẩn rồi. Không hiểu cả. 1-0. Đứng trước bóng là Danh Điền, là Danh Kiên. Danh Kiên không vào. Chạy đâu? Không được. Cuối cùng thì Danh Kiên thoát. Ai sút quả bóng này đây? Đứng trước bóng là Văn Hà, Văn Tuấn và Bá Thế. Bá Thế giữ điểm đi. Không được. Cú sút phạt xuống rất có ý đồ. Á quân năm 2022 cũng không phải là dễ ăn được. Giữ điểm. Không được. Quang Hưng. Cú sút rồi. Rất nhanh.